Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, để tuyên truyền vận động người dân thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua do so mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hưng Yên phát động, phải kể đến sự đóng góp lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao của những người trưởng ban công tác mặt trận tại thôn khu phố, họ là những người nắm bắt tâm tư nguyện vọng và cũng là những người gắn kết nhân dân thực hiện các phong trào nhiệm vụ tại địa phương. Ông Hà Văn Cao, thôn Lê Như Hổ, xã Hồng Nam, giữ cương vị trưởng ban công tác mặt trận đã gần 20 năm nay. Năm 2019 được sự quan tâm của tỉnh, thành phố hỗ trợ xây dựng nâng cấp tuyến đường DH72 với tổng chiều dài 2 km, hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường giao thông, ông đã vận động trên 30 hộ dân trong thôn hiến với tổng diện tích 500 m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp, phá rỡ nhiều tường rào cây cối hoa màu đóng góp hàng trăm công lao động chúng tôi cũng rất là tín nhiệm ông Văn Cao là thị trưởng ban công tác mặt trận vì vậy phổ biến cho chúng tôi đường lối chính sách của đảng và nhà nước nhỉ là chúng tôi hiến đất và trong khi đó là thoải mái và vui vẻ bà Hà Thị Mận khu phố An Dương phường An Tảo được người dân trong khu phố biết đến là người trưởng ban công tác mặt trận tâm huyết người chi hội trưởng hội phụ nữ nhiệt tình với công tác phong trào tại địa phương để vận động người dân thực hiện tốt phong trào chiều thứ sáu vì môi trường thành phố sạch đẹp Cá nhân bà cùng cán bộ đã đi đầu thực hiện trước, sau đó kêu gọi người dân tại khu phố cùng tham gia. Đến nay cứ chiều thứ sáu hàng tuần, người dân trên khu phố lại ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, góp phần giữ gìn vệ sinh khu phố xanh sạch đẹp. Chúng tôi xác định là rõ vai trò trách nhiệm của mình. Thế lúc đầu thực ra là cũng khó khăn tức là uh, tuyên truyền thì người ta cũng chưa hiểu ra đâu thế nhưng mà qua thời gian mình đến tận nhà động viên người ta hơn nữa này mình lại đầu tàu gương mẫu trước thế cho nên là mọi người cũng hưởng ứng theo ngoài ông Hà Văn Cao bà Hà Thị Mận tại nhiều thôn khu phố của thành phố Hưng Yên còn nhiều trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu như ông Lã Văn Thao Đào Trọng Tài Nguyễn Hồng Thịnh Xã Mễ Sở là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên tại huyện Văn Sang. Từ năm 2014 đến nay mà Trận Tổ quốc Việt Nam Xã đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Gia đình ông Nguyễn Văn Phẩm, thôn Hoàng Trạch được người dân biết đến là gia đình luôn gương mẫu trong các phong trào của địa phương. Từ năm 1993 đến nay, gia đình ông đã bốn lần hiến đất với tổng diện tích 90m2, lần gần nhất là đầu năm 2019 gia đình ông hiến 25 mét vuông để mở rộng đường từ 3 m lên 9 mét. Gia đình tôi được cán bộ chính quyền thôn Hồng Trạch và đảng ủy ban nhân dân xã Mỹ Sở đến vận động xây dựng làm đường nông thôn mới. sau đó là tôi có họp gia đình, thì gia đình đều thống nhất là xây dựng đường nông thôn mới thì trước hết là toàn xã hội được hưởng và đồng thời sau đó là gia đình được mình được một phần. Để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và khu dân cư, gia đình bà Vũ Thị Miên ở thôn Phú Trạch đã thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Bà luôn thực hiện phân loại rác hữu cơ, rác vô cơ riêng biệt, lượng rác hữu cơ được xử lý và sử dụng làm phân bón cho cây trồng. Cái phân loại rác thải thì làm làm sạch sẽ bằng cái vệ sinh môi trường. Những các cái gì phế thải thì mình có thể tiết kiệm, còn những các cái gì mà có thể mang đi để ra bãi rác để tiêu hủy. Còn những cái rau dưa, củ quả mình có thể làm phân bón. Để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì chúng tôi thì là thường xuyên là tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân và công bố cái nội dung và cái quy định về cái tiêu chuẩn về nông thôn mới là vận động nhân dân và hiểu và chung tay góp sức để xây dựng xã Mỹ Sở đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Sở đã tích cực tuyên truyền, vận động xã hội hóa hoàn thiện một số tiêu chí như y tế, giáo dục và đào tạo, vận động bà con nhân dân tập trung vào cây con có giá trị kinh tế cao. Giá trị thu hoạch trên 1 hecta đạt 348 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 58 triệu đồng một người trên năm. Đường liên xã và đường thôn được bê tông 100%, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục đại đoàn kết của đài phát thanh và truyền hình hưng yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi